Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Dạy Cái Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và như thường lệ ở phần 3 của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng gặp lại anh Lê Anh Trí là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng và cùng theo dõi phần bình luận chuyên sâu về thị trường chứng khoán Việt Nam. Chào mừng anh Trí quay trở lại với chương trình Dạy Cái Sổ. Thưa anh, quan sát thị trường thì có thể thấy có vẻ như là cái câu chuyện thoái vốn của một số doanh nghiệp lớn được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm trong những cái phiên vừa qua, có đúng không ạ? Thực sự thì đây là một trong những câu chuyện sẽ là quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và trong tương lai sắp tới. Khi mà cái ngày 29 tháng 8 thì Thủ tướng Chính phủ có họp với các cái bộ ban liên quan và cái điều hành của SCC thì câu chuyện này thực sự là đã diễn ra từ các cái nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên thì có thể là cái tiến độ hoặc là trong quá trình thực hiện nó có những cái sự chậm trễ. Thì trong thời gian gần đây khi mà thị trường chứng khoán chúng ta đang có những cái dấu hiệu phục hồi tốt và nền kinh tế đang phục hồi tương đối ổn định và đi đúng hướng, cũng như là cái sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài tới thị trường chứng khoán Việt Nam càng ngày càng nhiều, khi mà chúng ta vẫn là thực sự được là vẫn được coi là một điểm sáng ở khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực châu Á hoặc là các cái thị trường đang phát triển, thì đây sẽ là một cái thị trường lớn của chúng ta. Thì cái việc mà thủ tướng họp cùng với các cái bộ ban liên quan có chỉ đạo và cố gắng thúc đẩy cái việc mà thoái vốn nhà nước khỏi các cái doanh nghiệp lớn sẽ là một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn đối với giới đầu tư, đặc biệt theo tôi sẽ là các nhà đầu tư lớn và khối ngoại. Bởi cái câu chuyện mà thoái vốn nhà nước ngoài cái việc mà những doanh nghiệp lớn sẽ được bớt tỷ trọng hiện nay đang trên sàn, ví dụ như là Vinamilk, như Bình Minh hay là FPT, thì ngoài ra sẽ có thêm những doanh nghiệp lớn khác mà chưa thực hiện lên sàn. Nếu mà nhà nước thực hiện thoái vốn thì sẽ là một trong những cái yếu tố giúp cho các cái doanh nghiệp lớn hiện nay như là Sapeco này hoặc là những cái doanh nghiệp lớn khác sẽ lên sàn và sẽ tạo ra thêm những cái hàng hóa chất lượng hơn cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như là khối ngoại họ sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn tốt hơn vào cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì theo một số đánh giá của cái giới chuyên gia và những nhà phân tích lớn trên thị trường thì tôi nhận thấy đều đồng thuận với quan điểm ủng hộ cái câu chuyện mà thoái vốn sẽ được thực hiện sớm hơn và cái việc mà thực hiện thoái vốn với cái mức giá bình quân trên thị trường theo cái giá thực tế thì sẽ giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng sôi động hơn. Và chúng ta một khi mà có nhiều cái yếu tố tốt hơn về mặt là hàng hóa tốt, hàng hóa chất lượng cũng như là cái vốn hóa trên thị trường được tăng lên thì chúng ta lại càng có nhiều cơ hội để nâng cấp cái thị trường và chúng ta có càng nhiều cơ hội để nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới. Dạ. Vậy thì theo anh cái cơ hội dành cho những cái nhà đầu tư tổ chức cũng như là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ở cái giai đoạn này như thế nào ạ? Đối với các nhà đầu tư tổ chức lớn thì chúng ta có thể thấy rõ ràng đây là một cơ hội lớn. Dạ. Bởi vì hầu hết các cái nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì họ đều quan tâm đến những doanh nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp đầu ngành và có cái sự mở rộng tương đối rộng, tức là họ có nhiều cơ hội để giao dịch và có cái thanh khoản tốt hơn. Thì chúng ta có thể tham khảo một trong những cái quỹ đầu tư lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gọi tắt là cái VEL của DC quản lý. Thì họ 10 doanh nghiệp lớn mà họ có giải ngân tỷ trọng lớn hiện nay thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ như là Vinamilk hoặc là các doanh nghiệp lớn khác như là Kinh Bắc hoặc là FPT hoặc là Hòa Phát, hoặc là ngoài ra thì có thêm Mobile World. Thì những doanh nghiệp như vậy là những cái sự lựa chọn hàng đầu của những cái quỹ đầu tư lớn. Thì với cái việc nhà đầu tư của chúng ta sắp có cơ hội mà khi mà SCC có khả năng mà thực hiện thoái vốn ở những doanh nghiệp khác thì cái dòng tiền của khối ngoại tôi cho rằng là những nhà đầu tư tổ chức lớn chắc chắn họ sẽ có tìm thêm nhiều cơ hội giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mà hầu hết các dòng tiền vẫn đang chờ đợi ở thị trường chúng ta và chờ đợi những cái việc giải ngân thoái vốn từ những doanh nghiệp lớn, thì đây sẽ là một cơ hội rất là lớn mà họ chưa có cơ hội để tham gia. Kể cả với các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ thì tôi cho rằng là thị trường chúng ta đã trải qua những cái năm tháng mà khủng hoảng thì họ có rất nhiều khó có sự lựa chọn với những doanh nghiệp tốt. Thì bây giờ chúng ta khi mà có cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp tốt mà được cơ hội tiếp cận mà giải ngân thì sẽ tạo thêm một cơ hội lớn không chỉ cho các nhà đầu tư lớn mà đối với các ngay cả các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ. Và về một cái thông tin vĩ mô, tức là theo hay chúng ta thấy thì cái hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP hiện giờ cái lộ trình thông qua vẫn có vẻ như là đang chững lại và có thể là sẽ chậm hơn dự kiến, bởi vì anh thấy là hiện giờ chúng ta đã đi qua hết 8 tháng đầu năm 2016 rồi. Vậy theo anh liệu cái thông tin này có tác động như thế nào đến thị trường không ạ? Thực sự đây cũng là một cái mà chúng ta khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là nền kinh tế Việt Nam hơi bị mất một cái cơ hội lớn, bởi vì trong cái năm 2015 đây cái câu chuyện mà TPP là một trong những cái câu chuyện lớn nhất của thị trường cũng như là của nền kinh tế, khi mà các cái thủ tướng ở các nước trong khu vực hiệp định TPP cùng ký cái cam kết trước thì đã là một cái sự kỳ vọng lớn cho hầu hết các cái ngành nghề trong nền kinh tế, đặc biệt là những cái lĩnh vực thế mạnh của chúng ta như là ngành dệt may hoặc là các cái lĩnh vực như là vận tải biển, logistics hoặc là các cái lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng để chúng ta đảm bảo được các cái yêu cầu của cái TPP.
Tuy nhiên thì đúng là đã 8 tháng trôi qua rồi thì cái lộ trình như dường như là không có nhiều cái chuyển biến rõ rệt hơn, đúng rồi. Thì chúng ta thực sự là cảm giác như đó là cũng như là một cái mất cơ hội lớn cho chúng ta trong năm nay. Thì câu chuyện hiện tại như chúng tôi vừa nói, thị trường trong giai đoạn hiện tại quan tâm đến nhiều câu chuyện. Thứ nhất là nới room của khối ngoại. Thứ hai là câu chuyện về việc thoái vốn của SCAC. Đây là những câu chuyện lớn. Còn trước mắt thì câu chuyện về TPP có lẽ là phải gác lại. Và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là các cái nước lớn trong cái thành viên TPP, ví dụ như là Mỹ hoặc là Nhật, khi mà họ quốc hội của họ mà thông qua được cái đó thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mới trong năm 20, cuối năm 2016, và theo tôi thì có thể kéo dài trong một vài năm tới. Còn trước mắt thì cơ hội nó đã chưa có thể diễn ra ngay ấy. Thì các cái ngành của chúng ta như là ngành dệt may hoặc là những cái ngành khác như là ngành vận tải biển thì chúng ta có lẽ là sẽ phải chờ một thời gian sắp tới. Và chúng ta đang đến với cái buổi bình luận đầu tiên của tháng 9, trong phiên đầu tiên của tháng 9, thì liệu là anh Trí dự báo đâu sẽ là những cái ngành mà đáng chú ý trong cái tháng này ạ? Thị trường chứng khoán Việt Nam thì suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong năm 2016 thì vẫn đang đi xuyên suốt theo một số cái ngành khá nổi bật, trong đó đáng kể nhất vẫn là ngành vật liệu xây dựng và các cái ngành mà đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thì trong chúng ta có thể thấy là trong năm 2015 và 2016 thì cái sự phục hồi của nền kinh tế khiến cho cái sức xây dựng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam của các cái ngành cung cấp vật liệu xây dựng này hoặc là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thì đều là có cái biến động tích cực và rất là tốt. Thì điển hình trên thị trường đó là ngành thép cung cấp vật liệu xây dựng này, hoặc là các cái công ty mà trực tiếp tham gia vào các cái gói thầu thi công hoặc là xây dựng cơ sở hạ tầng, ví dụ như là Hòa Bình hoặc là Công Tích Công hoặc là CAI. Thì những doanh nghiệp như vậy vẫn là những cái doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại và trong tháng 9 tôi cho rằng vẫn là những cái nhóm ngành hấp dẫn với nhà đầu tư. Ngoài ra thì có thể thấy là câu chuyện về ngành dược trong tháng 9 vẫn sẽ là một câu chuyện khá hay, khi mà nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục kỳ vọng vào rằng cái việc nới room 100% cho cái nhóm cổ phiếu ngành dược sẽ thu hút được một cái dòng tiền của khối ngoại tương đối lớn. Đây cũng được xem là một trong những ngành đầu tư tăng trưởng khá an toàn và bền vững. Thì đây là một trong hai cái nhóm ngành mà tôi cho rằng là sẽ là rất hấp dẫn. Ngoài ra thì cái câu chuyện mà chúng ta dự báo về cái việc thì cái nền kinh tế chuẩn bị cho những cái doanh nghiệp mà phục vụ cái kỳ nghỉ lễ cuối năm hoặc là cái dịp Tết hoặc là các cái dịp mà cuối năm thì các cái doanh nghiệp trong ngành tiêu dùng hoặc là cái ngành mà phục vụ sản xuất các cái mặt hàng tiêu dùng cuối năm thì sẽ là những cái nhóm ngành mà thu hút được cái dòng tiền khá lớn. Về cái kết quả kinh doanh của quý 3 có thể là sẽ sắp được công bố sắp tới, thì anh thấy là anh dự đoán là liệu cái kết quả này có hấp dẫn hơn kết quả kinh doanh quý 2 cũng như là cả năm hay không ạ? Câu chuyện về kết quả kinh doanh thì quý 3 thường nó có một cái độ trễ và theo tôi thì nó không tác động quá nhiều tới tâm lý nhà đầu tư, bởi vì câu chuyện quý 2 nó có một cái sự hấp dẫn, đó là chúng ta công bố các dự báo và sau đó là báo cáo soát xét, thì thường nó có những cái sai lệch và có nhiều cái doanh nghiệp tiềm ẩn, tức là có những doanh nghiệp thì nó tốt hơn hoặc là có những cái doanh nghiệp nó có cái sự chênh lệch, thì cái biến động về mặt tâm lý và nhà đầu tư họ kỳ vọng nhiều hơn. Trong khi đó thì cái kết quả kinh doanh cả năm thì nó cũng phản ánh được nguyên một cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong một năm. Tuy nhiên thì thường nó sẽ được công bố vào quý 1 của năm sau. Thì hai câu chuyện này sẽ là câu chuyện được nhắc lại nhiều và kéo dài. Tuy nhiên thì câu chuyện quý 3 thì nó mang tính chất thường sẽ là ngắn hạn hơn một chút. Tuy nhiên thì theo tôi thì câu chuyện kết quả kinh doanh quý 3 thì nó hay ở một chỗ là nó gần như nó sẽ dự báo được cho những doanh nghiệp làm ăn tốt. Về cái khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận của cả năm thì có những doanh nghiệp là chỉ sau 3 quý là họ đạt được kế hoạch kinh doanh của cả năm đã đặt ra từ đầu năm, hoặc là có những doanh nghiệp mà họ vượt kế hoạch lợi nhuận, thì đây sẽ là những cái doanh nghiệp mà có lợi thế nhất khi mà kết quả kinh doanh quý 3 tích cực hoặc là được dự báo tích cực thì cái giá cổ phiếu nó sẽ biến động rất là mạnh. Thì tôi cho rằng là cái kết quả kinh doanh quý 3 nó không phản ánh được quá nhiều, tuy nhiên thì cũng là một cơ hội lớn cho nhà đầu tư khi mà họ quan tâm đến những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản và cái kế hoạch kinh doanh cả năm sẽ đạt được cao trong quý 3. Xin được cảm ơn những thông tin rất hữu ích vừa rồi của anh Trí ạ. Kính thưa quý vị, những nhận định cũng như là những ý kiến tư vấn vừa rồi của anh Lê Anh Trí là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại chương trình giờ kết sổ ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Thay mặt những người thực hiện chương trình, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.